môn nữa. Khoai còn bổ sung này là vít. Với 2 là 2 cộng 2. 2 cộng 2 là 2. 2 cộng 2 đâu?
chỗ nào 2 có 2 cộng 2, 2 có 2. 2 cộng 2. Đâu? 2 cộng 2 đâu? Đây. Đúng rồi, thì mình nối lên. Nối số 4. 2 cộng 2 bằng 4 này của mình. Rồi. Ở đây đây, 1 cộng 4 bằng 2. Đúng không? Ừ. Đây cộng cao không bằng. Đây. Đây đúng rồi. Đây đây này cộng dưới này. Đây 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 đây. Đây. Dạ thôi cũng học cách rồi. Đây. Đúng rồi. Ở đây có đâu, chỗ nào, vẽ chỗ nào. Đây. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ. Ở đây 1, 2, 3, 4. Đây. Còn đây, đây là 2. Đúng rồi, 42 đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây cái để em đi kìa. Một, không dậy ra ngoài đi. Đây là 2 con vịt, còn đây là 4 con vịt. Nhanh Ken nào. Hoặc bài vào đây. Anh Ken ơi, đây ghi số 4 à. Đây đâu? Đây ghi số 2 à. Đây này. Đâu? Ở đây là chúng mình phải đếm tất cả. Đây 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Con thứ này 5 6. Không phải Ken nhầm rồi. 2 cộng 4 là 2 cộng 4 là bằng 6. 2 cộng 4 mới bằng 6. Ở 2. Đếm cho em. Bôi. Con đếm cho em. Bôi. Là kiểu bô. Điều cái tay viết kìa. Bô. Con cầm bút đấy, con cầm bô. Bút. Đang con phải cầm màu vàng đấy, cầm một thứ, cầm màu vàng đấy. Bô. Bô đừng. Bô. Cầm đi xuống. Bô. Đây quay đầu người ta đây. Đấy đúng rồi. Sao mà như vậy mà? Ừ, đây thì đây. Bố. Con phải cầm đây. 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 Mẹ bố. Đấy đúng rồi. Đúng rồi. Cầm viết rồi. Bố. Bố đây còn mấy con chim. Con đếm cho em. Đây, 3 thì ghi số 3 đây. Đây, ghi số 3 bên đây. Rồi, bên này mấy quần? Ở đây có 3. Thì lại ghi số 3. Cầm bút thì lên không bẩn. Đây, 3 cộng 3 bằng mấy? 3 cộng 3 bằng... Là đếm. Bố đừng. Ừ, con đến đi. Là 6. Đúng rồi. Bàn 100. Đến từ bàn 100. Để em nhà chơi đi kìa. Em kiếm đi làm sao?
xong rồi. Làm lại đi. Làm xong rồi. Làm lại ai? Làm lại làm gì? Cô nhau mình nghỉ đi. Đi được mình nào.